làm chân giò heo nướng sa tế nha mấy bạn. Mình ở đây mình cần 1 kg 434 g. Đây hôm qua mình đã làm sốt mayonnaise, hôm nay mình sẽ sử dụng nó, sốt mayonnaise với lại đây là ớt sa tế hôm qua mình làm nè. Hôm nay nó ngon chưa các bạn, nhìn nó ngon á, cái màu nó ngon dễ sợ luôn á, mà nó cũng cay lắm đó mấy bạn. Nói chung ớt thì phải cay chứ không cay là không phải là ớt rồi. Mấy bạn rửa chân giò cho sạch nha, rồi mình sẽ bỏ cái khúc xương ra cho nó nhanh chín mấy bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ khúc xương nha mấy bạn. Dùng dao, mình dùng dao nhọn bén mình lóc cái khúc xương này ra nha. Mấy bạn lấy dao bén đó mấy bạn. Rồi mấy bạn thấy không, mình lấy ra khúc xương ra nó được một cục thịt như vậy. Mấy bạn ơi, nếu mà bạn nào đi chợ mà mua được nguyên một cái giò heo á, không có cắt ra vậy thì nó tốt hơn, nhưng mà tại vì mình mua không có được, mình phải mua hai khúc nha mấy bạn. Rồi mình lọc, mình bỏ cái xương ra. Mấy bạn luồn cái con dao nhỏ của mình vô trong đây nè, mấy bạn lấy ra nha, heo khéo nha. Xương ra, cái xương ở trong nè đó mấy bạn, lấy ra nó sạch nè, xương nó không có dính thịt. Mấy bạn được một cục thịt. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị nha mấy bạn. Rồi để mình khuyên con có nhiêu ký nha mấy bạn nha. Nó còn lại là 1 kg mốt 50 g. Để làm giò heo nướng sa tế mấy bạn cần một muỗng cà phê ngũ vị hương. Đây là hôm trước các bạn hỏi mình hiệu gì đó. Bạn nhìn này ha, đây là ngũ vị hương hiệu con nai của Vianco Việt Ấn đó mấy bạn. Các bạn cần một muỗng cà phê cho vào trong chén. Các bạn múc vào đây một muỗng cà phê vuông. Muỗng cà phê vuông, nếu mà bạn nào ăn ít cay thì bỏ ít. Nhà mình khuyên làm cho em bé ăn luôn đó, mà lấy một muỗng cà phê vuông nha. Muỗng cà phê gạt ngang muối. Cho vào đây 2 muỗng canh nước tương. Đây là cái nước tương Maggi nè, hôm trước các bạn hỏi xài hiệu nào đó. Đây mấy bạn, 2 muỗng canh Maggi mấy bạn cho vô trong đây luôn. Các bạn lấy muỗng sạch, mấy bạn cho 2 muỗng cà phê nha, 2 muỗng cà phê vuông nha mấy bạn. Một muỗng à. Mấy bạn nhìn nó ngon chưa? 2 muỗng. Hôm qua mình làm đó mấy bạn. Rồi bây giờ mình trộn đều. Mình sẽ ướp với phần thịt thôi nha mấy bạn, không có ướp phần da nha. Mình sẽ cho vô thau, mình để lật lại cho nó sạch cái thớ của mình nè. Bỏ sâu vô trong luôn nha, cái chỗ hồi nãy mình lấy cái xương ra đó. Lật lại cái phía thịt lên ít nhất là 5 tiếng nếu như có thời gian, còn không có thì mình sẽ ướp trong vòng 1 tiếng rồi mình đi nướng. Mình nướng lò nha mấy bạn. À, hôm nay mình ướp 1 tiếng thôi. Nó vô phần thịt, giả sử nó có dính vô da một chút xíu cũng không sao. Rồi ướp được 30 phút rồi. Cái khay này mình mua có 5 euro thôi. Nó có cái khay và trên đây nó có cái vỉ nè mấy bạn. Mình bỏ vô đây thì lúc mà mình nướng á, cái nước nó sẽ chảy xuống dưới. Rồi mấy bạn bỏ vô đây nha. Rồi mình bỏ vô nha mấy bạn, nó thấm như gì vô. Rồi bây giờ mình bỏ vô trong lò nướng. Lò bây giờ mình bật lò khoảng 200 độ C nha mấy bạn. Đây mấy bạn sẽ bỏ vô đây, dành khuyên có cái lò nhỏ xíu. Có lò nhỏ xíu để mình nướng thịt nè mấy bạn. Mình bỏ vô đây, mấy bạn sẽ nướng 200 độ C. Rồi mình sẽ bỏ rau vô thao, mấy bạn sẽ cắt ngắn vậy nè. Cái lò của mình đó mấy bạn, là nướng á, mấy bạn nhớ để hai lửa nha. Bào cà rốt nha. Cái đồ bào cà rốt này mấy bạn mua khoảng 8-10 đồng euro gì đó mấy bạn. Mấy bạn lên Amazon mấy bạn tìm cho nó dễ trên mạng á. Mấy bạn nhìn thấy không? Trong lúc mình nướng thịt thì mình đi làm những cái món ăn kèm nè mấy bạn. Và chút xíu mình sẽ làm sốt nữa. Xong được rồi, khá nhiều luôn.
nhiều cà rốt lắm. Đây, đồ này nó bén cho nên nó cắt rất là gọn gàng mấy bạn. Mấy bạn sẽ cần 2 muỗng canh vung sốt này, hoặc là 3 muỗng cái sốt hôm qua mình làm xong đó mấy bạn. Rồi một chút xíu đường, chút xíu muối nha mấy bạn. Khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mấy bạn sẽ cho vô đây nước cốt chanh. Mình khuyên sẽ cho chế tắc, tại vì mình thích ăn chế tắc nó thơm lắm. Cho vô đây 1 muỗng canh đường nữa nha. Rồi bây giờ mình trộn. Bây giờ giò heo của mình để trong lò mình nướng khoảng 50 phút. Rồi bây giờ mình có được 1 thao salad. Mình bỏ ra dĩa xong mình sẽ cho cà chua lên. Ngon. Mấy bạn lấy dao răng cưa mấy bạn. Mấy bạn sắc cà chua nó sẽ bén lắm. Nè, mấy bạn thấy sắc cà chua bằng dao răng cưa dễ chưa? Bỏ lên, nhìn nó ngon. Đây, salad của mình. Salad cà chua. Sau khi mình nướng được 30 phút rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình phải lật cái mặt nó lại nha mấy bạn. Bỏ mấy bạn trở lại nha. Trở lại mấy bạn nhìn thấy không? Bây giờ cái màu nó không đẹp lắm rồi. Bây giờ mình phải lật lại cho nó chín đều đó mấy bạn. Đó, cái mặt này nó chưa chín nè. Bây giờ mình lật lại cho nó chín đều. Sốt cà tế để chấm. Thì bây giờ mình sẽ cần 1 muỗng cà phê. Mấy bạn lấy 1 muỗng cà phê sa tế. Nếu mà ăn nhiều thì bỏ nhiều nha mấy bạn. Hoặc bỏ 1 muỗng canh cũng được, tùy thôi. Tùy mình thích ăn nhiều bỏ nhiều. Nước tương. Nước tương Maggi đó mấy bạn bỏ 2 muỗng canh. Mình sẽ trộn lại. Bỏ 1 muỗng cà phê đường vô luôn. Rất ngon luôn. Rồi mình xong rồi cái nước sốt sa tế để chấm đây mấy bạn. Chấm thịt đây. Rồi mình chờ thịt chín. Bây giờ mình nướng được 50 phút rồi mấy bạn ơi. Quét mật ong và sa tế lên. Cái mật ong mình lấy khoảng 1 muỗng cà phê. Mấy bạn trộn với lại 1 muỗng cà phê ớt sa tế. Quét lên nha. Mình quét xong rồi mấy bạn mình đóng cửa lại nha. Mình để 50 phút đầu. Gõ 50 phút sau đó mình bỏ cái mật ong với lại sa tế mình trét vô thêm. Bạn nhìn nó ngon chưa? Đó, cái màu nó ngon chưa? Ê, ngon chưa? Thơm ngào ngạt luôn. Wow, nó thơm quá. Đó, đẹp mà thơm. Đây, mình để mấy bạn nhìn nè nha. Giò heo nướng tương sa tế mayonnaise. Hôm nào mấy bạn làm thử ngon lắm. Còn cái nước sốt ở đây, mình còn nước sốt ở đây nè, mình sẽ cho vô trong cái tô, cái chén nước sốt, cái chén nước chấm mình bỏ mỡ ra, mình lấy cái chén nước chấm mình chấm cho mấy bạn, ngon lắm luôn đó. Để ở đây mình chờ nguội, mình cắt ra nè. Rồi bây giờ mình cắt ra nha. Wow, cái da nó giòn nè. Rồi mấy bạn nè. Đó, mấy bạn thấy không? Mấy bạn cắt nhỏ ra nha. Đó. Cắt nghe nó kêu cúp cúp là cái da nó giòn đó mấy bạn. Tại vì để nguội mới cắt dễ, nhưng mà mình sốt ruột quá ăn nên cắt luôn. Đến giờ cơm mà nên cắt luôn. Bạn nên để nguội, mấy bạn lấy dao chặt ra nha mấy bạn. Đó, cái da nó giòn đó, mấy bạn thấy không? Giòn quá. Nó giòn lắm mấy bạn. Ngon chưa? Rồi mình tiếp tục. Đây mình cắt bao nhiêu đây thôi. Cắt nhiều quá nhà mình ăn không hết. Mình sẽ ăn 2 lần.
Màu ngon chưa? Rồi cho mấy bạn nha. Chúc mấy bạn làm giống mình ăn ngon nha.